Em xin kính chào quý vị anh chị nhé, quý nhà đầu tư. Và hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho quý vị anh chị chúng ta một cái sản phẩm, một lô đất rẫy có địa chỉ tại xã Gia Ba của huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai nhé. Và mẫu sản phẩm của chúng ta là có tổng diện tích là 1 hectare trên bìa anh chị nhé. Và nằm ngay tại khu dân cư. Trên đất thì hiện tại là đang trồng toàn bộ là cà phê, hồng riêng và 300 cụ tiêu. Và em xin công bố luôn cái giá là 1 tỷ 300 triệu, là chúng ta gia chủ sẽ bao toàn bộ thuế phí cho quý vị anh chị luôn. Và một trên cái mức giá như vậy thì trên đất của chúng ta có những gì thì quý vị anh chị cùng theo chân em chúng ta đi vào sâu ở bên trong quay và giới thiệu chi tiết từng cái loại cây, từng nguồn thu nhập trên đất luôn cho quý anh chị nhé. Và tí nữa thì em sẽ đi lên cái đầu trên kia rồi em giới thiệu qua các hướng đi cũng như là tiện ích và vị trí của sản phẩm lô đất này nhé. Quý vị anh chị có thể nhìn thấy là cà phê tơ nhé. Toàn bộ là cà phê tơ đang trong thời kỳ kinh doanh mạnh. Cái này khoảng 2 tháng rưỡi, 3 tháng nữa là quý vị anh chị. Thời điểm bây giờ anh chị mua về là chúng ta được thu luôn nhé quý vị nhé. Được thu luôn. Có một số cây đang ra trái rồi kia. Khoảng hơn 1.000 cây cà phê tơ. Ngoài ra thì có 120 cây sầu riêng năm thứ tư nhé, 120 cây sầu riêng năm thứ tư, 300 cụ tiêu, có cả to cả nhỏ, có khoảng 100 cây mít thái quý vị anh chị nhé. Đây sầu riêng đây quý vị anh chị, sầu riêng đang ra trái đây, có cây này ra trái cực kỳ là to đây quý vị nhé. Chất đất là chất đất đỏ ba gian, đỏ mịn quý vị anh chị nhé, đỏ mịn không sỏi không đá. Đấy, quý vị anh chị có thể nhìn thấy cái cây sầu riêng này ở trái đây quý anh chị nhá. Cây này thì khoảng 1 2 3 4 5 6, cây này khoảng 20 cân đấy anh chị nhá. Trái này rất là to, trái này còn to nữa được quý anh chị nhá. Có một số cây thì gia chủ để trái, có một số cây thì gia chủ sẽ bỏ trái đi rồi để năm sau nó ra mạnh quý vị anh chị, vì muốn giữ cây nên là không cho ra trái nhiều nhé. Đây là cà phê này, cà phê rất là xanh và đẹp, cảnh tán rất là đẹp quý vị, đang ra trái hết rồi. Đó. Đây, này. Quý vị anh chị nhìn cây cà phê đã không? Trái này. Quý vị anh chị lấy về là khoảng 2 tháng rưỡi nữa là quý vị anh chị được thu nhé. Tiêu được quý vị anh chị 300 tiêu. Đất thế đất thì đất bằng bằng phẳng nhé, dưới này thì hơi có một độ trền nhẹ thôi, thế đất đẹp phù hợp để chúng ta làm vườn, bằng quá thì không tốt. Cà phê này. Đây là tiêu nhé, tiêu này. Đây. Cái này phải 2 người rưỡi ôm vị chị nhá, tiêu 2 người rưỡi ôm luôn. Đó. Tiêu này tiêu đang ra bói, tiêu rất là to, tiêu cũng đang ra bông, đang ra bông. Đây sầu riêng, như cái cây này thì 3 năm rưỡi tuổi thì cây này là cũng ra bông rồi, nhưng mà chủ nhà là giữ cây nên là không cho ra trái, là phạt hết bông đi. Ngoài ra còn mít này, khoảng 100 cây mít thái như thế này, 100 cây. Đây, cây cà phê này, đã này. Trái rất là to nhé, trái rất là to đều đẹp, trái này quý vị anh chị, đây trái cực là to, trái này chưa chín nhé chị nhé, vẫn còn xanh đó. Vẫn còn xanh, cái này chưa to, chưa hết cỡ này. Chất đất này gia chủ mới bỏ phân được quý vị anh chị nhé, mới bỏ phân lên xong. Những cái nguồn thu trên đất là nguồn thu chính là cà phê và tiêu, sầu riêng là đều đang trong thời kỳ kinh doanh rồi. Còn ngoài ra còn có mít và một số cây ăn trái nữa là cũng đang ra trái hết rồi. Nói chung là quý vị mua về là có một cái nguồn thu cực kỳ là mạnh nhé. Hiện tại cái giá cà phê bây giờ thời điểm hiện tại đầu mùa là đang là 66.000 một cân. Chưa bao giờ mà giá cà phê nó cao, nó đạt đỉnh như thế này.
Những cái này quý vị chị mua về là năm nay là tháng lớn luôn này. Cây nào có trái hết rồi. Dưới này thì nó hơi có một độ chuyển nhẹ nhé, hơi có một độ chuyển nhẹ này. Đây và chúng ta sẽ đi lên phía trên ngôi nhà. Trên kia thì có một cái xây nhà xây nhỏ nhỏ thôi, còn có điện, có giếng và có một cái chuồng dê ở trên đấy nhé. Tiêu cực kỳ đẹp luôn. Đây, mít này. Vườn này vườn khu thì cực tiêu này mới trồng những chị nhé, tiêu này là năm sau thu bói được. Vườn này thì gia chủ chăm cực kỳ là kỹ đâu, vườn này em đi nhiều vườn này, những vườn này nguồn thu cực kỳ là mạnh. À, cảnh này quý vị anh chị nhìn thấy không ạ? Cả tơ hết nhá, ranh giới rõ ràng hết rồi quý vị anh chị nhá. Đây, ranh giới của chúng ta đây. Đấy, đây kẽm gai nhá. Một héc ba một bìa duy nhất anh chị nhé, một héc ba chỉ có một bìa thôi, bìa sẵn ở nhà, bìa hồng anh chị nhé. Đây là cái con đường đi sâu vào trong, trong này thì có một số hộ dân nữa. Gia chủ chia sẻ là đến đó khoảng trong năm nay là cái đường này nó sẽ đổ bê tông, nông thôn mới là sẽ đổ bê tông anh chị nhé. Trời mưa thì đi đất đỏ thì nó hơi lầy tí thôi quý vị chị. Đây, lô bên này của chúng ta nữa nhé, quý vị nhé. Bên này của chúng ta nữa này. Đây, bên này ca, ca thì giá hơn. Ca giá hơn nhưng mà rất là đẹp. Rất là đẹp. Bên này cũng tiêu nhé. Đặc biệt là cà, cà thu mạnh lắm. Đây và lên trên này em sẽ chỉ quý vị ở nhà xây, nhà dãy thôi, nhà nhỏ nhỏ. Còn giếng này, giếng này điện, điện ba pha nhé. Đây chúng ta có một cái chuồng dê như này, chuồng dê này. Đây là cái nhà xây, nhà xây nhà dãy thôi. Cái này thì quý vị chị mua về, chúng ta muốn rộng hơn thì chúng ta có thể xây thêm, nối ra chúng ta xây thêm nhé. Đây chúng ta có một cái giếng khoan, giếng khoan này chị nhé. Đây chúng ta có điện ba pha, đồng hồ. Đây, nhà xây hộ gia đình ở vô tư. Còn theo cái vị trí em đứng đây, chúng ta đi ra đến cái con đường liên xã kia là chỉ khoảng 300 mét một vị trí nhé, 300 mét và chúng ta ra đến cái con đường liên xã và ra đến ủy ban nó rơi vào khoảng hơn 1 cây số. Mọi tiện ích trong vòng bán kính là khoảng 1,5 km đổ lại, có trường học này, trạm y tế này, tạp hóa, quán ăn sáng, quán cà phê là đầy đủ hết, là ngay trong bán kính là khoảng 1 cây rưỡi. Còn chúng ta đi ra đến mặt tiền đường nhựa đường liên xã này nó chỉ rơi vào khoảng 300 mét thôi nhé quý chị nhé. Và cái con đường này trong năm nay sẽ đổ bê tông này, nhà nước hỗ trợ là sẽ đổ bê tông nhé. Và nếu quý vị anh chị chúng ta quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này thì liên hệ ngay cho em với số điện thoại em đang ghi trên màn hình nhé, và cái bạn Zalo sẽ gửi đầy đủ thông tin cho quý vị anh chị. Và bây giờ em Hòa xin phép kết thúc video tại đây. Quý vị anh chị đang xem kênh thì xem xin một like, một đăng ký và bật chuông thông báo nhé, để chúng ta nhận về những video như là sản phẩm mới nhất của kênh Nhà Đất Chúng Em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị.